vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành làm liền một việc sau 6 tháng sống xa nhau. Sau khi hoàn thành dự án phim ở miền Bắc, Thúy Diễm nhanh chóng về nhà đoàn tụ cùng chồng con. 6 tháng qua, cô thường xuyên vắng nhà và gần như giao trách nhiệm chăm sóc con trai nhỏ cho Lương Thế Thành để toàn tâm toàn ý cho công việc. Đoàn tụ sau thời gian dài tập trung cho phim ảnh, vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành tranh thủ làm ngay một việc để hầm nóng tình cảm. Đó là thu xếp để có chuyến du lịch nghỉ dưỡng với nhau. Trên trang cá nhân, nam diễn viên vừa đăng tải khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc cùng bà xã tại một resort ở biển. Chiều hết hôm nay, Meta lại về nơi thành đô hoa lệ, Lương Thế Thành chia sẻ. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để ý lại bình luận cho ông xã của Thúy Diễm vui ra mặt biểu cảm đầy phấn khích khi vợ về nhà sau 6 tháng tất bật với công việc, vợ về là mặt tư không cần tới luôn. Nay vợ về là nhìn anh hớn hở, đập tan tin đồn trạng đất liền, trông như tình yêu mới chớm nở. Nhiều khán giả hài hước nhận xét ông xã của Thúy Diễm trong tư tỉnh, phấn khích khi vợ về nhà. Trước đó, vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành xuất hiện tại một sự kiện thời trang diễn ra vào tối ngày 26 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam diễn viên có hành động ghi điểm khi liên tục quan sát, chỉnh phải giúp vợ để tránh xảy ra sự cố vì trang phục của Thúy Diễm cách sẽ khá cao. Sau sự kiện, cặp đôi đã tranh thủ thời gian rảnh để cùng nhau đi du lịch nghỉ dưỡng trước khi quay lại công việc. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Nữ diễn viên đã bất ngờ thông báo một tin trọng đại sau 6 tháng xa nhà khiến dân tình được phê ngỡ ngàng. Theo đó, nữ diễn viên viết, lên tròn 4 cân sau 6 tháng xa nhà cày quốc ăn đêm phu tội và vì mệt, nên nếu lỡ có hình ảnh nào mập béo ngấn gì thì đúng là diễn lên cân nha, không chối đâu. Dù biết là lên cân thế nhưng, bà xã Lương Thế Thành vẫn ăn tới bến và chỉ tích cực giảm cân sau 3 ngày nữa. Sự đáng yêu của nữ diễn viên trạm cứu hộ trái tim khiến nhiều người không khỏi bật cười.